Siêu 99 đầu 35, hải quan chính ngạch, con này dọn full mới sạch đẹp. Làm máy tư trong ra ngoài, biển số đẹp 13838. Xe này là xì bo 99 đầu 35, hải quan chính ngạch, con này mình dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất là ngon nha mọi người. Riêng con này là mình nhấn mạnh là máy rất ngon, tại vì con này mình ngồi mình làm máy luôn. Mình dọn từ trong ra ngoài nên mình biết cái chất máy nó dữ lắm. Với biển số đeo là biển số đẹp nha, 67N113838. Con này thì mấy anh em đồ mình chơi xe hay là có làm ăn mua bán đồ thì chạy mấy cái biển số này phong thủy nó hay rồi, không có gì để bàn. Rồi bắt đầu mình liệt kê chi tiết đầu gin của xe nha. Từ trên xuống đi cho nó dễ nha. Nè đây, đây là cụm gin chữ nổi theo xe còn. Đồng hồ gin 3 kim còn. Yên gin. Bogam M2000 nó hơi sờn. Hôm trước thì mình có quay một cái clip là 4 xe về ban đêm đó, biển số đẹp không đó, thì anh em cũng có thấy cái bô nó hơi sờn. Mình cân nhắc xong rồi mình mới xử lý là dặm phớt qua lại cho đẹp. Nó là Bogam M2000 nên cái tiếng nổ rất là hay. Nói chung mà xe mình dọn full mới mà mình để cái bô nó sờn sờn thì nhìn nó cũng không có hợp với cái xe lắm á mọi người, nó cũng không phê lắm. Còn nếu mà xe sườn lốp zin đồ thì mình dọn đồ nó sờn sờn thì nó tẹp theo xe thì nó rất tuyệt vời. Còn xe này mình đang đi cái bộ áo này là bộ áo zin sơn lại nha. Còn anh em không thích màu vàng thì cứ nói là bên cửa hàng sẽ thay cho các bạn miễn phí, tại vì nó là áo zin xịn, hàng đô xịn. Ví dụ như trong đây đó, mình là một nhà nên anh em thích màu gì thì cứ nói bên cửa hàng sẽ thay cho các bạn miễn phí thôi. Còn đèn su nè, đèn su logo zin chữ nổi rồi đầy đủ hết. Nói chung là mình dọn đồ zin á, mình dọn đồ zin mà dọn gần như full 100%. Có một cái chi tiết là tân lan mới 0202 với lại cái lồng zin mới. Lồng zin mới hàng xịn nha mọi người, chứ không phải là hàng lô. Tại vì cái hàng lô mà anh em dọn vô cái xe 120 là kéo lên chừng 100 lớp B ấy, thì người ta lấy cái xe người ta dọn vô mặt tôi cái mắc công dữ lắm, nhức đầu lắm. Dọn là dọn đồ zin luôn á, lồng zin xịn hàng đô, loại 8 triệu mấy một cái. Nó cũng ngang ngửa giá với một cái lồng lỗ mà cốt 3, cốt 4 gì đó mọi người. Nhưng nếu bạn đi cái lồng lỗ cốt 3, cốt 4 thì mình ở góc độ thợ mình tư vấn anh em nên chơi cái lồng này ở tăng đa ngon hơn nhiều. Thứ nhất á, cái dàn hơi nó sẽ rất cứng. Hơi mà cứng thì lực máy nó mạnh, nẹt bô nghe nó phê. Là cái nhất, cái thứ hai á, nó tân xăng hơn. Tại vì cái lồng mới ở tăng đa hoặc cốt 1 thôi. Còn cái lồng bạn cốt 3, cốt 4 thì đương nhiên là nó hao xăng hơn nhiều. Nói chung là mình ở góc độ thợ thì đương nhiên mình cũng sẽ chọn một cái gì gọi là hiệu quả tối ưu nhất cho chiếc xe. Thì cái đó là ở góc độ bên cửa hàng. Còn anh em cảm thấy có nhu cầu nâng cấp cái món gì á thì anh em thêm tiền vô để mình nâng cấp lên. Ví dụ như là nâng cấp tân lan 99 theo xe hay là gì đó, ví dụ vậy. Hoặc là Bogam 99 thì anh em nâng cấp vô thêm. Còn mình dọn tới đây thì để cái tầm giá anh em tới đây thôi, anh em đừng ngợp. Tại vì đồ thì mình thú thật với các bạn là mình có đầy, nhưng mà khi mình dọn nhiều quá sợ anh em ngợp tiền, hoặc là anh em mê cái xe, mê cái biển số như thế này mà mình dọn nguyên con đồ zin cọp hết trơn 100% luôn thì giá nó mặn quá, anh em chơi không nổi, ví dụ vậy đó. Còn anh em nào có cái lực mình chơi mà hoặc là lực mình chơi nổi hoặc là dư lực á, thì ví dụ như anh em thích quyển số này rồi đập đồ vô thêm, đập full vô luôn. Ví dụ như mình có cái biển số rồi đập thẳng tay vô, đập vô 500 tỷ nữa cũng được, vẫn có đồ cho anh em chơi. Rồi, chia sẻ anh em chút xíu nha, anh em cảm thấy hợp nhãn liên hệ bên cửa hàng nha. Rồi, xin nhắc lại nha, 99 đầu 35, hải quan chính ngạch, biển số đẹp, giá bán có kèm cà phê biển số đẹp, 67N113838, xe dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài bằng đồ zin. Nói chung là đồ zin bích xe đó. Còn màu thì bên mình có luôn luôn hỗ trợ bao thay màu áo, bánh căm, bánh mâm, giá trị tương xứng thì cửa hàng sẽ thay cho anh em miễn phí. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.
cơm. Thì bo 99 đầu 35 hải quan chính ngạch dọn khuôn mới xinh đẹp đồ ghi nhiều bích xe biển số 67N11-1338. Thì bo 99 đầu 32 hải quan chính ngạch dọn khuôn mới xinh đẹp đồ ghi nhiều bích xe biển số 67M102525. Okay. Everybody.